Trong một bài phỏng vấn đăng tải ngày 10 tháng 2, ông Nguyễn Văn Dũng, Tổng Giám đốc Havan Việt Nam, xác nhận hãng sẽ giới thiệu hai mẫu xe mới trong năm nay, bao gồm Tanh 300 và Do Lion. Nếu như Do Lion đã được giới tư vấn bán hàng hé lộ từ trước, thì đây là lần đầu tiên thông tin Tanh 300 về Việt Nam được công khai. Không giống như H6 và Do Lion vốn thuộc thương hiệu Havan, Tanh 300 thuộc thương hiệu công ty mẹ Great Wall Motor, GWM. Tại Thái Lan, GWM Tanh 300 có hai phiên bản, Pro và Ultra. Giá bán lần lượt 1,649 triệu baht và 1,799 triệu baht, tương đương 1,116 đến 1,218 tỷ đồng. GWM Tanh 300 đặc biệt vì kiểu dáng SUV hình hộp giống Ford Bronco hay Suzuki Jimny. Xét về kích thước, mẫu xe này tương đương phân khúc SUV, CUV hạng C với chiều dài 4.760mm, chiều rộng 1.930mm và chiều cao 1.903mm, chiều dài cơ sở 2.750mm. Vì có thiên hướng off-road, xe sở hữu chiều cao gầm 225mm và khả năng lội nước 700mm. Mâm xe kích thước 17 inch. Động cơ là loại hybrid, sử dụng kết hợp máy xăng tăng áp 2.0 lít, công suất 244 mã lực và mô men xoắn 380 Nm, và motor điện, công suất 106 mã lực và mô men xoắn 268 Nm, kết hợp hộp số tự động 9 cấp và hệ dẫn động 4 bánh AVKD. Xe có nhiều tính năng. Trang bị hỗ trợ off-road hiện đại như hỗ trợ quay đầu xe trong không gian hẹp, ga tự động trên địa hình xấu, hiển thị hình ảnh dưới gầm xe, khóa vi sai điện tử cầu trước và cầu sau và 4 chế độ địa hình, tuyết, bùn, cát và 4 cầu chậm. Bên cạnh đó là 3 chế độ vận hành, gồm tiết kiệm, bình thường và thể thao. Khoang nội thất dễ liên tưởng tới Mercedes-AMG G63 với màn hình trung tâm và màn hình sau vô lăng nối liền, vô lăng 3 chấu hay cửa gió điều hòa kiểu động cơ tuabin. Màn hình trung tâm và màn hình sau vô lăng đồng kích thước 12,3 inch. Bản cao cấp nhất ở Thái Lan, trang bị hệ thống âm thanh 8 loa Infinity và một loa siêu trầm. Những trang bị nổi bật khác có lẫy chuyển số sau vô lăng, phanh tay điện tử, đèn trang trí nội thất, cửa sổ trời, sạc không dây, tính năng lọc không khí và bụi mịn. Ghế lái chỉnh điện, nhớ vị trí, làm mát và có massage. Xe chỉ có 5 chỗ ngồi. Về công nghệ an toàn, GWM Tanh 300 trang bị 6 túi khí. Camera toàn cảnh, hỗ trợ đỗ xe thông minh, hỗ trợ lùi tự động, ga tự động thông minh, hỗ trợ vào cua thông minh, phanh khẩn cấp trước sau, cảnh báo va chạm, cảnh báo trạch làn đường, hỗ trợ giữ làn đường, cảnh báo áp suất lốp, đọc biển báo.